Viên đặt xe kit của Thái Lan thì mua ở đâu, giá sản phẩm là bao nhiêu, dùng có hiệu quả hay không, và cái sản phẩm này nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể của chị em phụ nữ hay không, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cũng như là giải đáp mọi cái thắc mắc cho các bạn về cái sản phẩm viên đặt xe kit của Thái Lan nhá. Đó thì các bạn biết là hiện nay thì các bạn thấy là cái nhu cầu về làm đẹp cũng như là tu bổ cái vùng kín của chúng ta thấy được chị em rất là quan tâm. Đấy, cái này nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về gia đình, về hạnh phúc, về cái độ tự tin của chị em, nên nó quyết định rất là nhiều luôn đúng không ạ? Đấy, nhiều khi là chúng ta thấy là sau khi sinh, mà nhất là những bạn mà sinh thường nữa, cái vùng của chúng ta các bạn thấy là nó có cái độ gọi là độ độ gọi là độ rộng đi, đó là nhiều khi làm chúng ta rất là mất tự tin, rất là ngại đúng không ạ? Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn cái dòng sản phẩm xe kit, viên đặt xe kit của Thái Lan. Đấy, rất là ok, tiện lợi luôn. Đấy, số điện thoại của mình là 0985 328 298, nếu mà các bạn còn thắc mắc hay là không rõ vấn đề gì, các bạn cứ tự gọi điện trực tiếp để mình tư vấn nhé. 0985 328 298 là số Zalo Facebook của mình luôn. Đó thì các bạn thấy là viên đặt xe kit này thì các bạn thấy là nó nhỏ nhưng mà nó rất là có võ đấy ạ. Đấy, hoa lọ của nó sẽ là 10 viên. Đấy, 10 viên. 10 viên và cái cách sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi, mình sẽ giới thiệu cho bạn nhé. Đối với dòng xe kit này thì các bạn thấy là nó được chiết xuất từ 100% từ thiên nhiên, đó nó là dạng đông y thảo mộc thuốc, nó là dạng đông y dạng thuốc nam thôi, nên là nó sẽ không ảnh hưởng gì hết đến chị em hết, an toàn rất là lành tính luôn, nên là chị em dùng đừng có lo. Và cái thứ hai nữa là ngoài cái tác dụng là nó xe kit thì nó cũng sẽ giúp cho chị em đẩy một phần nào đó những cái chất bẩn ở bên trong ra, nó lâu ngày mà chúng ta thấy là chúng ta không vệ sinh sạch sẽ ở bên trong thì nó tắc nghẽn này, rồi là nó mùi này, nó giống hệt như cái cống ấy, khi mà chúng ta không có đụng chạm gì hết thì lâu ngày nó cứ dần dần nó để cho trong quá nhiều tích tụ cái bẩn, cái gặn đó, để mà nó làm cho cái chúng ta mùi nó hôi hơn này, rồi là chúng ta thấy là nó bị tắc nghẽn làm cho chúng ta khó mang thai chẳng hạn. Thì các bạn thấy là điều chỉnh dùng cái này thì nó vừa là làm xe khít mà vừa giúp cho chúng ta sạch sẽ hơn, nó sẽ đẩy một phần các chất bẩn ra nhá. Nhưng mà nếu mà những bạn mà đang bị viêm nhiễm phụ khoa nặng thì mình khuyên các bạn là không dùng nhá. Đấy, chúng ta phải điều trị viêm nhiễm xong rồi chúng ta mới dùng sang xe khít nha mọi người. Thì cái dòng sản phẩm này thì về cái giá của sản phẩm thì mình thấy là nó rất là vừa phải thôi, hơn 100.000 các bạn đấy, hơn 100.000 một lọ mà chúng ta thấy là hiệu quả rõ rệt. Một lọ có 10 viên mà chúng ta thấy hiệu quả sau 3 viên là chúng ta thấy hiệu quả rõ luôn rồi. Cái cách dùng là nó có hai dạng sử dụng nhá. Một là nếu mà cái dạng mà dạng ăn xổi á, chúng ta thấy là cứ chúc quan hệ tầm độ 30 phút là các chị em đặt cho mình một viên. Đấy, vào xông đạo tầm độ 2 đến 3 đốt ngón tay và để như vậy là được thôi. Còn nếu mà chúng ta thấy là chúng ta dùng theo cái kiểu lộ trình á, để mà cho nó xe kít được hẳn luôn thì các bạn sẽ dùng cho mình là dùng là cứ cách một ngày là chúng ta sẽ đặt một viên. Đấy, cứ cách một ngày là chúng ta sẽ đặt một viên nhá. Đó thì sau 3 lọ thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta ok rồi thì chúng ta dừng hẳn thôi. Đấy, nó sẽ là xe kít lâu dài chúng ta. Tuy nhiên thì theo thời gian thì chúng ta thấy là cái vùng của chúng ta nó lại bắt đầu rộng ra rồi, nên là khi mà chúng ta thấy là chúng ta cũng nên là chăm sóc chứ không phải là chúng ta cứ để nguyên như vậy đâu. Đó, không phải là nó giữ cái gì nó giữ mãi được cho chúng ta. Đấy, kể cả trước sinh hay sau sinh là chúng ta đã thấy sự khác hẳn nhau rồi. Nên là các bạn đừng bảo là nó có mãi mãi được hay không. Không có gì là mãi mãi hết nhá chị em nhá. Đấy, ví dụ như dùng 2 3 năm hay là 3 4 năm, các chị em thấy là cơ thể của mình nó lại xuống cấp rồi thì đúng không, là lúc đấy thì chúng ta lại tu bổ thêm chứ đúng không ạ? Đó. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cái viên đặt xe kit của Thái Lan rồi. Đó, nếu mà còn thắc mắc hay là còn cái thắc mắc hay là còn cái vấn đề gì băn khoăn thì các chị em có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhá. Đó, và trước khi đặt các chị em nhớ là cho vào trong nước tầm độ 1 đến 2 giây rồi chúng ta lấy ra chúng ta phải đặt vào nhá. Đấy, nếu mà dùng theo lộ trình thì chúng ta cứ chịu khó là kiêng kiếc đi, nhưng mà nếu mà dùng theo kiểu dạng ăn số thì cứ đặt trước 30 phút là ok nha mọi người. Đó, ok, nếu mà còn thắc mắc gì thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số là 0985 328 298, mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhá. Ok, xin chào cả nhà.